Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng vây bắt trí thức dọn đường làm đại hội 13. Việc bắt giữ các nhà báo, blogger hay các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam hiện nay mà mới đây nhất là vụ bắt ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy tiếp tục được giới hoạt động và quan sát thời sự chính trị ở Việt Nam quan tâm. Trao đổi trên một chương trình thảo luận ở đài BBC của nước Anh hôm thứ Năm, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội đã nói như sau. Tôi không ngạc nhiên lắm, bởi vì trong giai đoạn vừa rồi, trong tầm 3-4 tháng trở lại đây, sự tăng cường lực lượng an ninh theo dõi cũng như thậm chí là canh gác, cầm chân những nhà hoạt động ở Hà Nội cũng như ở Việt Nam đã mạnh lên rất nhiều. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập trong lễ ra mắt thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Trong số này đã có 4 người bị bắt, bao gồm nhà báo Phạm Chí Dũng đứng bên ngoài cùng bên phải, nhà báo Nguyễn Tường Thụy là người ngồi ở vị trí thứ 3 từ phải sang và nhà văn Phạm Thành là người đứng thứ 4 từ trái sang. Đứng thứ 5 kế tiếp là Phạm Thành là nhà báo Trương Minh Đức cũng đã bị bắt từ tháng 7 năm 2017. Tôi biết là những sự căng thẳng ở giai đoạn chuẩn bị đại hội đảng lần này từ phía nhà nước, phía an ninh cũng cần phải có những động thái mạnh mẽ nào đó và họ sẽ tìm một người nào đó để họ bắt giữ, chứ không hẳn chỉ do những việc mà ông Phạm Thành làm. Từ Anh Quốc, blogger Song Chi, đạo diễn truyền hình tại đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC như sau. Tất nhiên là đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới, tình hình sẽ căng hơn và hơn nữa, vài năm gần đây thấy rằng chuyện đàn áp mạnh hơn rất nhiều. Cho nên không có gì ngạc nhiên là những người bị bắt vài năm gần đây đã có những khuôn mặt rất nổi bật. Ví dụ như nhà báo, blogger Trương Duy Nhất bị bắt và bị kết án 10 năm tù. Nhà báo, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cũng bị bắt và chưa ra tòa. Do đó sẽ không ngạc nhiên khi có những khuôn mặt nổi bật như vậy bị bắt, mà nhà báo Phạm Thành là một trong những khuôn mặt nổi bật. Tuy nhiên, cựu đạo diễn Song Chi cho rằng vẫn còn có yếu tố khác đáng nói hơn đứng sau nguyên nhân dẫn tới vụ việc bắt giữ với ông Phạm Thành. Bà nói tiếp như sau. Nhưng khác với anh Nguyễn Lân Thắng, tôi cho rằng nhà báo Phạm Thành bị bắt không phải là ông chỉ là một blogger nổi tiếng, mà còn có thể vì những tác phẩm của ông nữa, nhất là cuốn sách viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ trích đích danh cá nhân một nhân vật cấp cao trong tứ trụ hoặc là trong bộ chính trị thì sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhà báo Phạm Thành viết một cuốn sách về ông Nguyễn Phú Trọng thì với mức độ chỉ trích như vậy, chắc chắn bản án sẽ không nhẹ. Tôi sợ là như vậy, đạo diễn Song Chi đã nói. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Thành, tức là blogger và đầm xòe với cuốn sách Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng trao đổi tiếp như sau. Đúng là ý kiến đó cũng xác đáng, bởi vì những tác phẩm bình luận chính trị mà lại phê phán vào những nhân vật chính trị hiện nay đang nắm quyền hành ở Việt Nam, phải nói đó là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ông Phạm Thành ở giai đoạn này, họ đã quyết định bắt ông, thì nó không phải bởi vì tác phẩm của ông Phạm Thành. Nếu như mà nói về những ảnh hưởng xã hội, cũng như bài viết liên quan đến chỉ trích nhà nước, chỉ trích nhân vật nào đó, thì ở Việt Nam còn nhiều lắm. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là họ đã nhắm ông Phạm Thành bởi vì ông Phạm Thành, mặc dù cũng có những đóng góp rất lớn trong phong trào phản biện xã hội, nhưng ông không có một mối liên hệ, liên kết đủ mạnh, đủ lớn. Và khi họ đã lựa chọn ông Phạm Thành là họ đã tính rồi, tức là họ tính là khi họ bắt một nhân vật mà họ thấy rằng là cũng được, cũng làm chuyện này, chuyện kia, nhưng mà khi thực hiện việc bắt đó thì làm sao bắt những ai mà sự phản ứng của xã hội ở mức thấp nhất thì người ta sẽ nhắm vào người đó. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng nói thêm về khía cạnh pháp luật và tự do ngôn luận. Tất nhiên là luật pháp quy định việc không được xúc phạm nhân phẩm, không được bôi nhọ, không được nói những điều sai trái về người khác, thì điều đó là hoàn toàn đúng. Nhưng ở Việt Nam, chuyện đúng hay sai là một khoảng cách rất là xa. Hoàn toàn những sự kiện, những vụ án, nếu như ở nước ngoài, nó có một hệ thống tư pháp, có một hệ thống tòa án, cũng như một việc là việc công an, cảnh sát điều tra, đó hoàn toàn dựa trên pháp luật, rất là công tâm. Thế còn ở Việt Nam thì việc người ta xét xử là hoàn toàn mù mờ và hoàn toàn dựa trên lợi ích của đảng cầm quyền, chứ không phải dựa trên công lý. Đây là hình ảnh nhà văn Nguyễn Tường Thụy trả lời phỏng vấn của đài AFA khi vừa đặt chân đến thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ
vào hôm 25 tháng 4 năm 2014 để tham dự các hoạt động điều trần và vận động cho một nền báo chí độc lập trong nước. Trong một diễn biến riêng rẽ, cây bút David Hood có bình luận ngày 22 tháng 5 trên trang mạng Asia Times. Ông Hood ghi nhận việc Blogger và Đầm Xòe vừa bị bắt và phỏng đoán có thể ông Phạm Thành bị bắt vì có mối liên hệ với nhà xuất bản Tự Do. Trên trang web Zite, nhà xuất bản Tự Do tự nhận là họ đã tổ chức, họ là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 với tinh thần lan tỏa tri thức và tự do thông tin. Chúng tôi hoạt động độc lập với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Những ấn phẩm này được phát hành thông qua hình thức bán, cho tặng, miễn phí. Qua bút đàm, trước hết các ý kiến bình luận về nguyên nhân của vụ bắt giữ liên quan với những quan điểm riêng của mình. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A là nguyên viện trưởng viện phản biện chính sách ISDS đã tự giải thể, nói: xu hướng đàn áp gia tăng ở Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong thời gian viêm phổi Vũ Hán. Việc bắt ông Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy cũng trong xu hướng chung đó. Với anh Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam còn có mối quan hệ với việc bắt anh Phạm Chí Dũng. Và trước đây, vào hồi tháng 11 năm 2019 đã xảy ra vụ việc này. Nhà báo blogger Nguyễn Hữu Vinh, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam từ Hà Nội, việc trong một tháng từ ngày 23 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 5 năm 2020 diễn ra liên tiếp 3 vụ bắt bớ với những người cầm bút tại Việt Nam gồm Trần Đức Thạch, Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy, cho thấy có sự gia tăng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam trước những vấn đề mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang phải đối mặt. Tình hình xã hội hiện nay đã gặp nhiều khó khăn, nhất là sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và những khó khăn xã hội sẽ dẫn đến những tiếng nói bất đồng ngày càng nhiều trong xã hội. Thứ hai là tình hình trên Biển Đông có rất nhiều những vụ việc hết sức bất lợi cho Việt Nam, trong đó có việc Trung Quốc ngày càng ngang ngược lấn tới trong chính sách xâm lược. Thứ ba, cần chú ý là đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp nhóm họp. Đây là sự kiện mà Đảng Cộng sản muốn được tiến hành trong yên ổn, trong bối cảnh đấu đá nội bộ đang diễn ra âm thầm nhưng hết sức căng thẳng. Họ không muốn có những cây bút đối lập được tự do lên tiếng về những khó khăn của đời sống xã hội, chỉ ra những nguyên nhân bất cập cũng như nói về hiểm họa bành trướng từ Trung Quốc. Bởi những người này là những người thường xuyên đề cập những vấn đề nói trên, những cuộc bắt bớ, đàn áp, người đòi quyền tự do dân chủ của người dân là điều vẫn thường xuyên xảy ra trước những kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ biên báo mạng Đàn Chim Việt Online từ Warsaw, Ba Lan thì nói như sau: việc bắt giam các cây bút hay các nhà hoạt động từ trước tới nay là phù hợp với bản chất của chế độ Cộng sản, một chế độ luôn đàn áp các tiếng nói đối lập, các ý chí và ý kiến khác biệt. Đây là hình ảnh các thành viên sáng lập Hội Nhà báo Độc lập biểu quyết tán thành điều lệ và các nguyên tắc hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014. Nhà văn Phạm Thành và Nguyễn Tường Thụy đều có mặt ở đây. Nói về nguyên nhân, tôi nghĩ rằng họ luôn có những nguyên nhân để bắt giữ, nhất là khi luật an ninh mạng đã được thông qua hồi năm ngoái. Bất cứ ai lên tiếng về những vấn đề chính trị, xã hội hay những đòi hỏi dân sự ở Việt Nam đều là các tù nhân lương tâm dự khuyết hết. Mặc dù rất xót thương, nhưng người bị bắt, nhưng tôi không hề ngạc nhiên. Nguyên nhân sâu xa là như vậy. Nguyên nhân trực tiếp tôi cho rằng trong vụ ông Phạm Thành, đó là do quyển sách mới xuất bản về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn vụ ông Nguyễn Tường Thụy thì liên quan tới Hội Nhà báo Độc lập mà ông là Phó Chủ tịch. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nói tiếp: về trường hợp anh Phạm Thành, theo vợ anh thì việc bắt không quá ồn ào. Còn theo gia đình anh Thụy thì cách thức tiến hành bắt của anh Thụy cũng giống như bắt các nhà hoạt động khác. Họ dùng các biện pháp rất thô bạo. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh nói tiếp lời: những người này là những người hoạt động ôn hòa, hoàn toàn không ủng hộ bạo lực hoặc lật đổ. Những căn cứ để bắt bớ họ như lật đổ chính quyền nhân dân hoặc làm và tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật hình sự Việt Nam là những sự khiên cưỡng và bịa đặt không có cơ sở thực tế. Nhà báo Mạc Việt Hồng nói tiếp: với con mắt của tôi, những gì liên quan tới đàn áp chính trị ở Việt Nam thì chẳng có gì là thấu tình đạt lý cả. Khi mà bản thân chế độ đã tồn tại bằng điều 4 của Hiến pháp, quy định sự độc quyền lãnh đạo của một đảng phái duy nhất. Nhưng vụ bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy, qua lời kể của gia đình, thì thậm chí không đạt chuẩn mực của những cư xử bình thường trong xã hội. Khi mà cơ quan công quyền
thay vì đàng hoàng vào nhà đọc lệnh khám bắt, lại lừa cả người phụ nữ đi tập thể dục về rồi dùng những lời lẽ thô tục. Chẳng hạn như theo lời kể của phu nhân ông Thụy, thì họ đã chờ sẵn đâu đó khi bà đi tập thể dục về, vừa mở cửa là họ xông vào, rồi nói với con trai bà là mày ngồi yên. BBC đã đặt câu hỏi tiếp theo, liệu đây có phải là dấu hiệu cho hay một chiến dịch mới nào đó hay không? Và nếu đúng là như thế, thì mục đích, mục tiêu là gì? Triển vọng ra sao? Tính khả thi, hiệu quả hay hệ lụy như thế nào? Đây là hình ảnh nhà báo Nguyễn Tường Thụy đi tuần hành tưởng niệm ngày mất Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 2015 ở Hà Nội. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A nói như sau, nếu nói đến chiến dịch thì chỉ ít có hơn 3 năm nay luôn có các chiến dịch đàn áp như vậy. Mục đích là nhổ tận gốc các tổ chức độc lập không làm theo ý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái này họ nói công khai, tôi e là họ tiếp tục làm thế ít nhất trong một năm tới. Tôi không tin là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tiêu diệt được những tiếng nói khác với ý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có thể làm cho một số người ngoài sợ, nhưng thực tế cho thấy càng bắt bớ thì lại càng đông người hơn thấy sự thật là họ càng cất lên tiếng nói khác nhau của họ. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh thì tiếp lời, rõ ràng đây là một phần tiếp theo của một chiến dịch diễn ra từ mấy năm nay, ngăn chặn mọi người dân đòi quyền tự do của mình như tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do lập hội. Và rất nhiều những người đấu tranh cho dân chủ, cho những quyền tự do trên đã bị bắt từ vài năm nay. Và mục đích của họ là nhằm ngăn chặn, đe dọa người dân có tiếng nói riêng của mình, không theo sự hướng dẫn và chi phối của Đảng, nhằm tô vẽ cho chính quyền một cách mị dân, chỉ ra những mảng tối của xã hội và chính quyền. Tuy nhiên, người dân và những người bị bắt bớ có sợ hãi hay là câu chuyện lại hoàn toàn khác. Và chính mục đích của nhà cầm quyền có đạt được hay không là chuyện cũng hoàn toàn khác. Hệ lụy của nó thì chắc chắn là không hề nhỏ. Trước hết là ở lòng dân và cách nhìn, sự đánh giá của cộng đồng quốc tế và hệ chính quyền Việt Nam. Nhà báo Mạc Việt Hồng tiếp lời, tôi không nghĩ là có một chiến dịch nào cả. Việc bắt bớ các nhà hoạt động trong những năm qua diễn ra gần như đều đều. Cứ lâu lâu họ lại làm một mẻ, xử tù hết mẻ đó, hoặc đổi trác, phóng thích ra nước ngoài một số người nặng ký, thì họ lại bắt tiếp những người khác thế vào. Việc bắt bớ này sẽ vẫn tiếp tục một khi chế độ Cộng sản còn tồn tại. Và rất tiếc phải đưa ra nhận định như vậy, nhưng qua trao đổi với một số người, tôi nghĩ hầu hết các nhà hoạt động có chút tên tuổi Việt Nam hiện nay đều xác định trước chuyện sẽ bị bắt một ngày nào đó và sẵn sàng đương đầu với thử thách này. Đài BBC đặt tiếp câu hỏi, cuối cùng về tính chất thời điểm của vụ bắt giữ, liệu chúng có liên quan gì tới quá trình chuẩn bị cho Đại hội 13 dự kiến nhóm họp vào năm 2021 của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Và có liên hệ gì tới các khía cạnh nội bộ hay đối nội, đối ngoại của ban lãnh đạo, Đảng và chính quyền hay không? Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A mặc áo của nhóm Nâu U tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nói tiếp, chắc chắn có liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cũng có liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu EVFTA và bây giờ coi như đã xong và họ có thể rảnh tay hơn. Một hình mẫu khá quen thuộc đó là gần đến những sự kiện lớn như Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, vụ án nổi cộm, các cuộc viếng thăm cấp cao, gần hết các vụ án nổi cộm, Đồng Tâm chẳng hạn và nhiều sự kiện khác. An ninh Việt Nam luôn có các vụ bắt bớ như vậy và nhân danh giữ an ninh chắc chắn liên quan đến sự đối nội. Đối ngoại thì có thể trong hoàn cảnh cả thế giới bận bịu với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và có lẽ ít lên tiếng hơn hay như Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA đã xong, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thấy thời cơ thuận tiện hơn để đàn áp mà không có hậu quả quốc tế gì mấy. Nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh nói tiếp, như đã nói ở trên, vấn đề chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là vấn đề được coi là sự quan trọng nhất chi phối cho chiến dịch bắt bớ này. Đặc biệt là qua đó nhằm đe dọa những người dân khác muốn cất tiếng nói của mình về hiện tình xã hội và đất nước. Nhà báo Mạc Việt Hồng cho biết, từ nay tới Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam còn có một năm nữa thôi, nên tôi nghĩ hai vụ bắt giữ vừa rồi không liên quan trực tiếp tới đại hội đâu. Quyền hành súng ống trong tay nhà cầm quyền, họ thích bắt là bắt thôi. Và nói chung, những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, theo tôi, có lẽ nằm ngoài các cuộc đấu đá chính trường vì họ dường như là kẻ thù của mọi phe phái chính trị, nơi người ta thống nhất quan điểm giữ vững chế độ mà chỉ giành nhau những cái ghế.
Báo chí nhà nước của Việt Nam vào hôm 24 tháng 5 cho hay, ông Nguyễn Tường Thụy, 70 tuổi, quê Nam Định, bị cáo buộc tuyên truyền tài liệu chống phá nhà nước Việt Nam. Ông Thụy bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam theo điều số 117 Bộ luật hình sự năm 2015 vào hôm 23 tháng 5. Báo mạng của Việt Nam, Việt Nam Express đã đăng hôm Chủ nhật nói như vậy. Và các quyết định, lệnh khám xét của nhà ông Thụy trong chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Cơ quan điều tra cho biết thu được nhiều tài liệu, vật chứng. Trước đó, truyền thông mạng xã hội đưa tin vào hôm 21 tháng 5, ông Phạm Thành, tức là blog bà Đầm Xòe, đã bị công an thành phố Hà Nội bắt tại nhà riêng. Các bạn vừa nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020 với bản tin Đảng vây bắt người, dọn đường làm đại hội 13. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.